đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món da heo chiên giòn lắc kiểu Thái. Để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là da heo. Da heo thì mình dùng 200g. Da heo này mình đã rửa sạch và cạo lông rửa sạch hết rồi. Mình rửa với lại nước muối nha các bạn. À, còn đây là sả. Sả này mình dùng 50g là 4 tép sả này các bạn. Còn đây là 20g tỏi, 10g ớt và 5g lá tắc. Các bạn có thể dùng lá tắc hoặc là lá chanh cũng được. Và đây là 10g gừng. Đường mình dùng 50g và 20g me dắt, 100ml nước nóng. Còn đây là nước mắm. Nước mắm mình dùng 2 muỗng và 1 muỗng ớt bột. Ớt bột này thì cũng tùy theo khẩu vị thôi. Ví dụ mà các bạn ăn cay nhiều thì các bạn cho nhiều ớt bột vô. Còn bạn nào ăn cay không được thì mình cho ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô trong me dắt 50ml nước nóng. Rồi mình chừa lại 50ml. Đó mình dầm ra. Mình dầm cho me tan ra để mình lấy cái phần chất me thôi. Rồi mình bỏ đi cái phần hột. Bây giờ mình sẽ đập dập sả. Mình lấy hai cái tép này nè các bạn. Mình đập dập dập đặng mình luộc da heo á. Mình xắt khúc ra như vậy nè. Sau đó mình bỏ vô trong cái nồi mình đựng da heo nè. Đây mình cho vô vài lát gừng nữa. Củ gừng này mình xắt lát nè. Mình luộc để cho da heo không có cái mùi tanh. Sau đó mình sẽ đổ nước vô. Mình đổ vô nửa lít nước. Bây giờ mình sẽ đem đi luộc. Mình luộc trong vòng 15 phút để cho da heo chín. Trong thời gian mà mình luộc da heo, bây giờ mình sẽ đập sả nè. Sau đó mình sẽ xắt khúc. Sau đó mình sẽ chẻ ra như vậy nè các bạn. Bây giờ có sợi á. Mình đã đập dập và mình xắt sợi ra như vậy nè các bạn. Sau mình để qua bên cái dĩa. Tiếp theo là mình sẽ băm tỏi, ớt và lá tắc thì mình khỏi băm cũng được, mình để nguyên luôn. Nhưng mà tỏi thì mình băm ra. Tỏi mình băm nhuyễn ăn nó mới thơm. Giờ mình sẽ đập dập ra. Và xả ra rồi. Còn đây là cái nước me mình đã vớt bỏ cái hộp đi rồi, nó chỉ còn cái phần nước này thôi. Thế bây giờ mình qua mình coi cái nồi da heo của mình nó đã chín chưa. Bây giờ mình dỡ nắp ra. Nghe mùi thơm của xả các bạn, xả với gừng. Da heo nãy giờ mình luộc cũng được 15 phút rồi, da heo đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Giờ mình để vô cái tô nước đá mình ngâm cho da heo giòn á. Đây. Sau khi mà mình luộc á, cái nó cuốn lại gì nè các bạn, nó cuốn tròn lại gì nè. Bây giờ mình vớt ra. Mình luộc mình bỏ xả với gừng như vậy nè các bạn. Cái da heo của mình á, nó không có bị tanh. Nó rất là thơm cái mùi xả với gừng. Giờ mình sẽ cho nước đá vô. Mình ngâm khoảng 5 phút. Khi mà mình ngâm da heo trong nước đá rồi mình rửa sạch. Mình để cho ráo nước. Bây giờ mình sẽ xắt ra. Mình sẽ xắt sợi như vậy nè các bạn. Bạn nào thích xắt vuông thì mình xắt vuông. Xắt vuông cũng được mà mình xắt sợi nè. Sợi độ dày khoảng 1cm. Mình xắt sợi như vậy nè các bạn, khi mà mình chiên á, cái cọng da nó sẽ co lại như vậy nè. Chỗ này nó có miếng mỡ thì mình láng, lạng mình bỏ đi. Mình chỉ lấy cái phần da thôi. Tiếp tục là mình xắt cho đến khi nào hết da heo thì thôi. Da heo mình đã cắt ra xong rồi, bây giờ mình sẽ cho vô một cái khay.
Và mình ở nhà mình có lò nướng á các bạn, thì mình cho vô lò nướng và mình để nhiệt độ là 170 độ trong vòng 20 phút. Còn nhà các bạn mà không có lò nướng á thì mình có thể đem ra ngoài nắng mình phơi một ngày. Cái công này bự thế. Rồi bây giờ mình sẽ đem bỏ vô trong lò nướng. Các bạn cũng có thể bỏ vô trong lò sấy nha các bạn. Tại nhà mình không có lò sấy cho nên mình phải dùng lò nướng thôi. Nhà mình có lò sấy thì mình dùng lò sấy nó sẽ tiện hơn á. Rồi bây giờ mình đem bỏ vô trong lò thôi. Bây giờ mình sẽ cho da heo vô trong lò nướng. Đây là mình sẽ cho dầu ăn vô chảo. Mình cho khoảng nửa chảo. Để mình chiên lá tắc, sả và ớt, tỏi nữa. Dầu đã nóng rồi mình cho cái lá tắc vô mình chiên. Khi nào thấy cái lá tắc của mình nó vàng như vậy nè các bạn, vàng và nó khô lại như vậy nè, nhìn giống như là cái lá bị khô vậy. Sau đó mình sẽ vớt ra. Tiếp theo là mình sẽ bỏ sả vô mình chiên. Sả nó chuyển sang màu vàng rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Nhìn giống cái đống rơm quá. Tiếp theo là mình sẽ chiên ớt. Ớt mình cũng chỉ chiên sơ qua thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra. Trời ơi nghe cái mùi ớt nồng cũng nghe muốn chết luôn nhé. Tiếp theo là mình sẽ phi tỏi. Tỏi này mình sẽ phi ít dầu thôi. Mình phi cho tỏi vàng thơm là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước vô chảo. Cho 50ml nước. Và me. Giờ còn cái hộp nữa nè. Và mình cho đường vô. Nước mắm. Và ớt bột. Bây giờ mình khuấy đều lên và đun cho đến khi nào thấy cái nước sốt của mình nó hơi kẹo lại là được rồi. Nước sốt như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Đây là da heo sau khi mà mình đã sấy khô rồi, bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô chảo và chờ cho dầu thật là nóng lên rồi mình bỏ da heo vô mình chiên. Dầu đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho da heo vô chiên. Da heo đã vàng giòn rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình vớt ra mình để vô một cái rây cho rõ dầu nha các bạn. Mình đã chiên da heo xong rồi các bạn. Ôi còn tới bây giờ còn nổ không trong đây. Bây giờ mình sẽ rưới cái nước sốt lên. Wow, nổ lụp bụp luôn đó các bạn. Mình sẽ rưới lên đây 2 muỗng. Và mình cho cái hỗn hợp lá tắc nè, lá sả, ớt và tỏi băm vô. Sau đó mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm, mình bọc lại và mình lắc. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lắc. Mình lắc xong rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra cái dĩa. Ồ, mình nghe mùi thơm quá à. Rồi giờ mình đổ ra dĩa thôi. Món da heo chiên giòn lắc kiểu Thái của mình xong rồi nè các bạn. Nè các bạn nhìn nè, rất là hấp dẫn luôn đúng không? Đủ màu sắc hết luôn. Nhìn mấy cái cọng sả này như mấy cọng rơm vậy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây. Da heo rất là giòn luôn. Có vị chua chua ngọt ngọt của me á các bạn. Của cái vị nước sốt này nè. Đây cái nước sốt của mình còn dư nè. Để
Để khi nào mà mình muốn ăn nữa thì mình sẽ chiên cho heo lên, rồi mình đổ cái nước sốt này vô mình lắc lên. Mấy trái ớt này mình để trang trí cho nó thơm, nó có màu vậy thôi chứ mình ăn chắc ăn không nổi rồi quá. Rất là giòn luôn, vị rất là đậm đà. Cái sốt này nè các bạn, nó đậm đà lắm, có vị cay cay nữa. Phải ngon dữ vậy. Nguyên ăn thử nè Nguyên. Ăn thử nè. Ngon quá à. Giòn ghê á. Chị Trang bánh snack á. Ngon á. Chấm thử cái sốt nha. Vậy là vừa nè. Tưởng Trang thêm mà mặn. Ủa em chưa. Cứng á. Phơi cho khô quá. Khô mình chiên nó mới giòn, nó phồng lên. Chấm thử cái sốt. Chấm vô cái sốt cái nó đậm đà hơn. Chấm cái sốt ngon hơn. Trời ơi, nó giòn mình nha. Mình nha chắc các bạn nghe các bạn nhức óc luôn á. Nhìn trái ớt hấp dẫn quá. Đã tươi luôn. Mà ăn không được đâu. Mình để mình trộn cho nhìn cho nó đẹp mắt vậy chứ ăn gì nổi. Ở ngoài kia nó bán 30 ngàn một phần á. Mà cái hũ được chắc cỡ cái chén à. Ngon quá à. Mình làm ở nhà vừa miệng nè. Nước sốt đó mình có thể nêm nếm tùy theo cái khẩu vị của mình. Đồ chua ngọt á. Làm ở nhà vừa an toàn mà vừa ngon nữa. Nhai. Trời ơi nghe muốn điếc óc luôn á. Đứng kế bên nhai vô cái lỗ tai. Các bạn hãy làm thử cái món này ăn đi. Rất là ngon đó. Ăn có cái vị nó rất là mà lạ miệng nữa. Chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Và video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ nhấn nút đăng ký là thành viên của kênh Món Ăn Ngon. Dạ sao mà ớt? Đâu không? Dụ thôi. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye.